Nước lọc có đĩa nhưng kết quả kiểm nghiệm đạt chất lượng. Thưa quý vị, dù phát hiện đĩa trong bình nước lọc còn nguyên tem, nhưng kết quả xét nghiệm những mẫu nước lấy từ dây chuyền của công ty cổ phần nước khoáng Bang cho thấy đạt chất lượng. Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Quảng Bình cho biết đã có kết quả xét nghiệm các mẫu nước lấy tại dây chuyền sản xuất của công ty cổ phần nước khoáng Bang ở huyện Lệ Thủy, nơi bị phát hiện đĩa còn sống trong bình nước lọc còn nguyên tem. Theo đó, các mẫu nước được lấy đều cho ra kết quả cơ bản đạt chất lượng. Cụ thể, chi cục đã lấy 5 mẫu nước trên dây chuyền sản xuất của công ty đưa đi xét nghiệm, trong đó có một mẫu nước uống đóng chai nhãn hiệu Bang, dung tích 20 lít trong lô có đĩa sản xuất hôm 25 tháng 4, một mẫu nước trước khi đưa vào chiếc rót, 3 mẫu nước đầu nguồn tại 3 giếng khoan tại công ty cổ phần nước khoáng Bang. Kết quả các mẫu nước trên có chỉ tiêu đạt yêu cầu về chất lượng nước uống đóng chai theo tiêu chuẩn Bộ Y tế và tiêu chuẩn vệ sinh về chất lượng nước dưới đất của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Cùng thời điểm, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Quảng Bình đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với công ty cổ phần nước khoáng Bang về các hành vi không thông báo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi phát hiện sự cố an toàn thực phẩm, xóa bỏ bằng chứng về sự cố an toàn thực phẩm, cụ thể là hành vi tự ý tiêu hủy bình nước có đĩa. Với những vấn đề bất ổn trên dây chuyền sản xuất của công ty, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm cho biết sẽ kiểm tra, đánh giá việc tự kiểm tra, rà soát và khắc phục. Như đã thông tin, giáo viên trường mầm non Phong Thủy, huyện Lệ Thủy lấy bình nước 20 lít nhãn hiệu Bang cho học sinh uống và phát hiện một con đĩa còn sống trong bình nước còn nguyên tem. Sau đó, nhà trường đã báo công ty cổ phần nước khoáng Bang tới làm việc và thỏa thuận cho thu hồi toàn bộ số nước trên về. Khi thu hồi nước về, công ty cổ phần nước khoáng Bang đã tự ý tiêu hủy bình nước có đĩa. Bộ trưởng Bộ Nội vụ xây dựng bảng lương mới bảo đảm đời sống cán bộ công chức. Thưa quý vị, Bộ Nội vụ đang xây dựng bảng lương mới để thực hiện lộ trình cải cách tiền lương với mục tiêu bảo đảm đời sống của người hưởng lương và gia đình người hưởng lương, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội. Đó là khẳng định của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà về câu chuyện cải cách tiền lương đang được hàng triệu cán bộ công chức viên chức trông đợi. Lấy 25.638 tỷ đồng từ tinh gọn bộ máy để tăng lương. Hỏi, liên quan đến câu chuyện cải cách tiền lương trong mục tiêu tổng quát của Nghị quyết số 18/2017 Trung ương 6 khóa 12 về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả, có nêu rõ việc giảm chi thường xuyên và góp phần cải cách chính sách tiền lương. Liên quan đến câu chuyện cải cách tiền lương trong mục tiêu tổng quát của Nghị quyết số 18/2017 Trung ương 6 khóa 12 về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, có nêu rõ là việc giảm chi thường xuyên và góp phần cải cách chính sách tiền lương. Vậy thì Bộ trưởng đánh giá việc thực hiện mục tiêu này như thế nào sau hơn 5 năm thực hiện Nghị quyết số 18? Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà trả lời, Nghị quyết số 27/2018 của Hội nghị Trung ương 6 khóa 12 về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ công chức viên chức lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp đã nêu rõ giải pháp về xây dựng và hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm, tinh giản biên chế theo các nghị quyết của Đảng và quy định của nhà nước. Đây là giải pháp căn bản mang tính tiền đề để thực hiện cải cách chính sách tiền lương và giải pháp gắn với thực hiện các nghị quyết của Hội nghị Trung ương 6 khóa 12 là rất quan trọng để cải cách chính sách tiền lương đồng bộ. Tại kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15, Chính phủ đã trình Quốc hội thông qua thời điểm và phương án điều chỉnh tăng lương phụ cấp cho đội ngũ cán bộ công chức viên chức, lực lượng vũ trang và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố. Trong đó là từ ngày 1 tháng 7 này, tăng lương cơ sở cho cán bộ công chức viên chức lên mức 1,8 triệu đồng một tháng, tăng khoảng 20,8%. Theo số liệu báo cáo của Bộ Tài chính, kết quả tinh giản biên chế gắn với sắp xếp tổ chức bộ máy và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức viên chức góp phần giảm chi, tiết kiệm chi ngân sách nhà nước trong 4 năm, từ năm 2017 đến năm 2021, được 25.638 tỷ đồng.
Đồng thời, Bộ Nội vụ tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện các nội dung cụ thể của chính sách tiền lương mới, bảo đảm phù hợp với quan điểm, mục tiêu, nội dung, nhiệm vụ và giải pháp cải cách chính sách tiền lương theo yêu cầu tại Nghị quyết số 27 trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định. Trong đó, kinh phí tiết kiệm do tinh giản biên chế nêu trên là nguồn ngân sách nhà nước quan trọng để thực hiện tăng lương trong năm 2023 và các năm về sau. Xây dựng chế độ tiền lương mới. Hỏi, theo kết luận số 50 về việc tiếp tục thực hiện nghị quyết số 18, Bộ Chính trị có yêu cầu là xây dựng ban hành bảng lương chức vụ, bảo đảm đồng bộ thống nhất với danh mục chức danh chức vụ lãnh đạo và tương đương của hệ thống chính trị từ trung ương đến cơ sở, sửa đổi mức phụ cấp kiêm nhiệm chức danh. Đây cũng là vấn đề hàng triệu cán bộ công chức viên chức đang trông chờ. Vậy thì Bộ Nội vụ sẽ thực hiện vấn đề này như thế nào thưa Bộ trưởng? Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà trả lời. Lộ trình cải cách chính sách tiền lương theo nghị quyết số 27 là vấn đề rất được quan tâm bởi liên quan mật thiết đến đời sống của đội ngũ cán bộ công chức viên chức. Thời gian qua, trong công tác chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng thì nội dung cải cách chính sách tiền lương theo nghị quyết số 27 và hoàn thiện thể chế chính sách được xác định là một trong những nhiệm vụ, giải pháp quan trọng, chủ yếu cùng với giải pháp về đẩy mạnh cải cách công vụ công chức nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với xây dựng chính phủ điện tử, thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia. Để triển khai nhiệm vụ này, thì Bộ Nội vụ cũng đã chủ động phối hợp với các bộ ngành địa phương xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật quy định về chế độ tiền lương mới để thay thế chế độ tiền lương hiện hành. Bộ Nội vụ đang xây dựng một dự thảo nghị định và 11 dự thảo thông tư. Tuy nhiên, là do tác động của nhiều yếu tố bất lợi, đặc biệt là ảnh hưởng của dịch Covid-19, nên Hội nghị Trung ương 13 khóa 12 và Hội nghị Trung ương 4 khóa 13 đã chỉ đạo lùi thời điểm thực hiện cải cách chính sách tiền lương mới theo nghị quyết số 27 vào thời điểm phù hợp. Trong thời gian tới, Bộ Nội vụ sẽ tham mưu Chính phủ, báo cáo các cấp có thẩm quyền, Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương, Quốc hội về lộ trình cải cách chính sách tiền lương. Hỏi, vậy đến bao giờ cán bộ, công chức, viên chức mới được tăng lương theo bảng lương mới như nghị quyết số 27 đề cập thưa Bộ trưởng? Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà trả lời. Để triển khai thực hiện kết luận số 50 của Bộ Chính trị, Thủ tướng đã giao Bộ Nội vụ xây dựng chương trình hành động của Chính phủ để triển khai thực hiện. Theo đó, Bộ Nội vụ đang phối hợp với các bộ ngành địa phương xây dựng trình Chính phủ nghị quyết về thực hiện kết luận số 50 của Bộ Chính trị. Trong đó có nhiệm vụ xây dựng ban hành bảng lương chức vụ, bảo đảm đồng bộ, thống nhất với danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo và tương đương của hệ thống chính trị từ trung ương đến cơ sở, sửa đổi mức phụ cấp kiêm nhiệm chức danh. Hiện Chính phủ đang chỉ đạo quyết liệt Bộ Nội vụ tham mưu hoàn thành hệ thống thể chế, chính sách để thực hiện lộ trình cải cách chính sách tiền lương. Bộ Nội vụ cũng đang xây dựng bảng lương mới theo tinh thần nghị quyết số 27. Tôi hy vọng là trong năm tới, tình hình kinh tế trong nước khởi sắc, chúng ta sẽ bắt đầu thực hiện lộ trình cải cách tiền lương với mục tiêu là bảo đảm đời sống của người hưởng lương và gia đình người hưởng lương, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội.